Xin chào tất cả các anh chị. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với tất cả các anh chị về phần mềm Guideline CRM. Guideline CRM là một giải pháp công nghệ giúp anh chị quản lý khách hàng và kinh doanh trên một công cụ duy nhất. Phần mềm được xây dựng trên nền tảng online và có hỗ trợ app trên di động, bao gồm hệ điều hành Android và iOS. Guideline CRM giúp anh chị có thể phối hợp nội bộ các phòng ban để hỗ trợ cho việc chăm sóc khách hàng tốt hơn, mà cụ thể là cho bộ phận marketing, sale và chăm sóc khách hàng. Sau khi được cung cấp tài khoản để sử dụng phần mềm chính thức, anh chị có thể tạo tài khoản user cho các bộ phận phòng ban và nhân sự cùng sử dụng trên hệ thống này. Trên hình là một sơ đồ hình cây, thì việc này sẽ giúp cho các nhân sự có thể chỉ được phép truy cập vào phần tài nguyên mình được phân quyền. Tiếp theo tôi sẽ đi sâu vào tính năng của hệ thống Guideline. Đầu tiên, hệ thống Guideline CRM sẽ hỗ trợ anh chị trong việc quản lý khách hàng tập trung. Thay vì trước đây công ty của các anh chị việc quản lý khách hàng chỉ có thể quản lý được khách hàng đã mua hàng, và mỗi nhân sự kinh doanh lại có một file quản lý khách hàng khác nhau. Điều này có nhược điểm, đó là thông tin khách hàng của anh chị sẽ bị phân tán, rất khó kiểm soát. Một nguy cơ nữa là khi nhân sự kinh doanh nghỉ việc thì mang theo thông tin khách hàng đi, hoặc có thì không có thể theo dõi được những lịch sử làm việc của nhân viên cũ và khách hàng đó. Với hệ thống Guideline CRM thì anh chị sẽ quản lý khách hàng tập trung tại một nơi. Mỗi nhân sự kinh doanh sẽ có một tài khoản truy cập để sử dụng phần mềm và có thể sử dụng dễ dàng bằng cách nhập dữ liệu của khách hàng của mình lên cùng một hệ thống. Qua đó, anh chị có thể theo dõi được hoạt động và làm việc của nhân viên kinh doanh. Hệ thống Guideline có 3 cách để đưa khách hàng vào hệ thống. Thứ nhất là có thể upload bằng file Excel trong máy tính cá nhân theo trường dữ liệu mẫu của bên Guideline. Thứ hai là có thể thêm mới thủ công ở mục này. Thứ ba là có thể thêm vào bằng do bộ phận marketing thêm vào trong mục Item Form Landing Page của hệ thống. Sau khi tập hợp tất cả các thông tin khách hàng trên hệ CRM rồi, thì bước tiếp theo để quản lý hiệu quả thì hệ thống Guideline hỗ trợ việc phân loại khách hàng theo nhóm như khách lẻ, công ty, đại lý. Thì những nhóm này anh chị sẽ thiết lập theo các nhóm mà khách hàng mà bên công ty của anh chị. Ngoài ra thì hệ thống Guideline có thể giúp phân loại theo mối quan hệ khách hàng, ví dụ là khách hàng mới, khách hàng đã tiếp cận, tiềm năng, gần chốt và đã chốt. Các mối quan hệ khách hàng này thì các anh chị có thể tùy chỉnh theo từng công ty. Ví dụ đối với bộ phận marketing thì chỉ cần theo dõi ở khách hàng, thái khách hàng mới. Nhiệm vụ của bộ phận sale là chuyển khách hàng ở trạng thái mới sang các trạng thái khác như tiếp cận, tiềm năng, nóng, chốt. Còn bộ phận chăm sóc khách hàng chỉ cần chăm sóc đối với các khách hàng đã chốt. Qua một phân mối quan hệ khách hàng như thế này thì anh chị có thể quản lý được cái dữ liệu thông tin khách hàng. Ví dụ như ở khách hàng ở trạng thái mới quá nhiều thì chứng tỏ đội marketing đang tìm kiếm khách hàng tiềm năng rất nhiều, nhưng đội sale chưa xử lý hết khách hàng, hoặc tỷ lệ số lượng khách hàng nóng có thể giúp anh chị biết được hiện tại có bao nhiêu được khách hàng sắp ký hợp đồng. Sau khi đã có quy trình phân loại khách hàng theo mối quan hệ như thế thì anh chị có thể chăm sóc khách hàng tốt và theo dõi được lịch sử chăm sóc khách hàng. Lịch sử chăm sóc là những ghi nhận của bộ phận trong doanh nghiệp qua mỗi lần tiếp xúc với khách hàng. Đây là một khách hàng chi tiết, thì trong khách hàng này sẽ có những cái mục mà để lưu lại lịch sử làm việc khách hàng. Thì ở cái phần này thì cái có ví dụ ra những cái phần nốt sẵn trong đây, ví dụ khi đào tạo, khi gặp mặt, khi gọi điện, khi hẹn gặp, thì cái phần này là không giới hạn, các anh chị và nhân viên có thể nốt lại trong đây. Ngoài nốt bằng chữ như thế này thì chúng ta còn có thể nốt bằng file, hình ảnh, video, tài liệu, có thể up lên đây để nốt. Trong khách hàng thì chúng ta có thể xem được những cái giao dịch mà khách hàng đã từng làm với bên công ty chúng ta. Ví dụ như là đơn hàng, đó có mua được bao nhiêu đơn hàng, sản phẩm gì, công nợ thế nào, những hợp đồng mà khách hàng đã ký kết, những email chúng ta đã gửi, SMS đã gửi, báo giá. Ngoài ra thì hệ thống Guideline còn cung cấp một khách hàng phản hồi. Thì qua mục này khách hàng có thể đánh giá chất lượng dịch vụ của bên công ty chúng ta và có thể comment trực tiếp lên để chúng ta có thể hỗ trợ sau bán dễ dàng hơn. Mục này là bên Guideline gọi là hệ thống C3S, giúp cho hệ thống ghi nhận phản hồi của khách hàng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần marketing và hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Trong mục marketing thì bao gồm những mục như sau.
chiến dịch hay gọi là dự án bán hàng, những công cụ soạn email marketing, SMS marketing, một tạo form đăng ký trên website Hosting Form, một tạo career online trên landing page. Ngoài ra còn một mục rất hay là một marketing automation. Một automation này giúp cho anh chị có thể thiết kế những quy trình chăm sóc khách hàng tự động hoặc các quy trình tự động trong nội bộ của mình. Ví dụ như quy trình cảm ơn khách hàng sau khi mua hàng, sau 7 ngày khách hàng đăng ký, sau 1 tháng gửi email khách hàng thì hệ thống sẽ tự động gửi email khách hàng theo cái ngày mà anh chị thiết lập ban đầu. Hoặc anh chị có thể setup các công việc tự động chăm sóc nhân viên chăm sóc khách hàng hoặc sale gọi lại cho khách sau 1 tháng mua hàng để hỏi thăm về chất lượng và đánh giá của khách hàng. Đây là một công cụ rất hay, có thể giúp cho anh chị tiết kiệm thời gian và công sức, làm việc hiệu quả hơn, tối ưu các quy trình trong doanh nghiệp. Và các mục về quản lý khách hàng, marketing thì Guideline còn hỗ trợ anh chị trong việc đo lường về doanh thu, doanh số và công nợ khách hàng trong mục bán hàng này. Mục bán hàng bao gồm những các mục như là mục bán hàng, mua hàng, chính sách bán hàng, báo giá, hợp đồng bán, hợp đồng mua. Ở đây các anh chị có thể làm được nhiều việc trên đây. Trong mục bán hàng này thì anh chị có thể quản lý được những đơn hàng mà nhân viên này đã bán, có thể coi được doanh số của nhân viên, của phòng ban, của công ty. À, ngoài ra có thể theo dõi được công nợ, theo dõi được các báo giá đã gửi cho khách hàng, hợp đồng nhân viên đã gửi cho khách. Và ngoài ra thì có một mục là bảng theo dõi thành tích bán hàng của các nhân viên sale trong công ty để cho biết được là ai có hiệu suất bán hàng cao nhất. Từ những dữ liệu trên hệ thống như thế thì hệ thống Guideline sẽ có những báo cáo đo lường real time cho anh chị về tình hình kết quả kinh doanh. Anh chị có thể theo dõi kết quả kinh doanh thông qua một KPI. Một KPI trong Guideline bao gồm nhiều mục, ví dụ như là một KPI về khách hàng, KPI theo nhân viên, KPI phòng ban, theo dự án bán hàng, theo sản phẩm. Một KPI thì anh chị có thể thiết lập các chỉ tiêu tùy theo nhân viên. Thì Guideline có cung cấp các chỉ tiêu sẵn để anh chị có thể chọn. Xong rồi các anh chị sẽ áp cho từng nhân viên mà anh chị muốn. Một KPI về sản phẩm thì có thể giúp cho anh chị có thể xem được là doanh số của sản phẩm nào cao nhất, của sản phẩm nào thấp nhất, thì chúng ta có những chiến dịch bán hàng phù hợp để có thể đẩy được hàng tồn trong kho đi. Một KPI của nhân viên thì nhân viên có thể theo dõi được điểm KPI hiện tại của chính mình. Và ngoài ra thì thông qua một KPI này thì nhân viên không cần làm báo cáo cho anh chị, thì anh chị có thể theo dõi real time ở trên một KPI theo thời gian mà anh chị cần, có thể theo tháng, theo tuần, theo ngày. Thì thay vì cuối tuần anh chị phải đợi nhân viên làm báo cáo thì qua một này sẽ không cần nữa. Một KPI sẽ thống kê được ví dụ như là nhân viên đó có bao nhiêu khách hàng mới, có bao nhiêu tương tác, có bao nhiêu đơn hàng, có bao nhiêu doanh số, doanh thu, thì mình có thể theo dõi thì real time trên đây hết. Tóm lại, hệ thống Guideline sẽ hỗ trợ anh chị các lợi ích chính như sau: quản lý và phân loại khách hàng hiệu quả, chăm sóc khách hàng tự động, báo cáo KPI hiệu quả, và còn rất nhiều những lợi ích khác nữa. Hệ thống Guideline sẽ giúp cho doanh nghiệp các anh chị tận dụng tối ưu nguồn lực khách hàng hơn và nhân sự đạt hiệu quả tốt hơn. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm tới giải pháp của Guideline và hy vọng sẽ được gặp anh chị trong thời gian tới.